Phước Yên xin chào quý khán giả và bà con cô bác. Phước Yên đang đứng tại xã Lương Hòa, huyện Dòng Trôm, tỉnh Bến Tre. Bến Tre là quê hương của xứ Dừa và cũng là quê hương của một nữ tướng. Đó là nữ tướng Nguyễn Thị Định. Bà là nữ tướng quân đội nhân dân Việt Nam đầu tiên, nguyên phó tư lệnh quân giải phóng miền Nam Việt Nam, phó tư lệnh chiến dịch Hồ Chí Minh, bí thư tỉnh ủy Bến Tre, phó chủ tịch Hội đồng Nhà nước, chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, ủy viên Trung ương Đảng khóa 4, 5, 6, đại biểu Quốc hội khóa 6, 7, 8, huân chương Hồ Chí Minh. Đầu năm 1960, bà là một trong những lãnh đạo đồng khởi Bến Tre và là người chỉ đạo trực tiếp cuộc đồng khởi đợt 1 ngày 17 tháng 1 năm 1960 ở ba điểm xã Định Thủy, Bình Khánh và Phước Hiệp thuộc huyện Mỏ Cày Nam hiện nay, thắng lợi mở đầu cho phong trào đồng khởi trong tỉnh và toàn miền Nam sau này. Bà sinh ngày 15 tháng 3 năm 1920 tại xã Lương Hòa, huyện Dòng Trôm, tỉnh Bến Tre. Gia đình của bà là nông dân nhưng tham gia phong trào chống Pháp, là con út trong nhà nên bà có biệt danh là Út Tịch. Ngày 26 tháng 8 năm 1992, bà từ trần tại thành phố Hồ Chí Minh, hưởng thọ 72 tuổi. Phước Yên TV. Hôm nay Phước Yên xin mời quý khán giả và bà con cô bác cùng Phước Yên tham quan khu lưu niệm Nguyễn Thị Định tại đường tỉnh 885, ấp Phong Điền, xã Lương Hòa, huyện Dòng Trôm, tỉnh Bến Tre. Giờ mở cửa sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ. Toàn cảnh bên trong khu lưu niệm. Văn bia Nguyễn Thị Định được đặt ở giữa ngay cổng chính đi vào. Bản nội quy tham quan khu lưu niệm Nguyễn Thị Định. Phía bên phải là văn phòng làm việc khu lưu niệm, liên hệ hướng dẫn viên thuyết minh khu lưu niệm tại đây. Kế bên là phòng trưng bày.
Đây là nơi trưng bày hình ảnh hiện vật về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của nữ tướng Nguyễn Thị Định. Dựa vào phòng trưng bày là hình ảnh của nữ tướng, khắc chữ anh hùng bất khuất, trung hậu đảm đang. Phước Yên xin tóm tắt về cuộc đời sự nghiệp cách mạng của nữ tướng như sau. Năm 1936, được sự dìu dắt của người anh ruột là Nguyễn Văn Chẩn, bà tham gia phong trào Đông Dương đại hội như đi liên lạc, rải truyền đơn. Bà đã vận động bà con chống sự áp bức, bóc lột, cường hào ở địa phương. Năm 1938, bà được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương. Năm 1940, chồng bà bị giặc bắt đi đày ở Côn Đảo và hy sinh ở đó. Nửa năm sau, bà cũng bị giặc bắt đi đày ở Bà Rá, nay thuộc tỉnh Bình Phước. Năm 1943, do bị đau tim nặng, bà được trở về quê chịu sự quản thúc của chính quyền địa phương. Năm 1944, bà bắt liên lạc được với tổ chức cách mạng rồi tiếp tục hoạt động. Tháng 8 năm 1945, bà tham gia khởi nghĩa giành chính quyền ở Bến Tre. Tháng 3 năm 1946, bà tham gia đoàn cán bộ miền Nam ra Bắc gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh và chính phủ để báo cáo tình hình kháng chiến ở Nam Bộ và xin chi viện vũ khí. Tháng 11 năm đó, bà làm trưởng đoàn của đoàn thuyền chở vũ khí về Nam. Năm 1947, bà được bầu vào tỉnh ủy Bến Tre. Từ đó, bà cùng các cán bộ, lãnh đạo ở địa phương tổ chức cuộc kháng chiến của nhân dân Bến Tre. Năm 1954, cuộc kháng chiến của nhân dân Bến Tre cùng với cả nước đã giành được thắng lợi. Những năm sau khi Hiệp định Geneva vào tháng 7 năm 1954, Bến Tre là một trọng điểm cần phải bình định của chính quyền Ngô Đình Diệm. Trong thời gian này, bà là một trong những cán bộ chủ chốt của Đảng bộ Bến Tre, đã cùng với các cán bộ lãnh đạo khác ra sức bảo vệ cách mạng, bảo vệ nhân dân. Tháng 11 năm 1959, bà làm phó bí thư tỉnh ủy Bến Tre, sau đó bà nhận nhiệm vụ về khu ủy Trung Nam Bộ, khu 8 cũ, dự hội nghị tiếp thu nghị quyết 15 của Ban chấp hành Trung ương Đảng. Đầu năm 1960, bà là một trong những người lãnh đạo đồng khởi Bến Tre và là người chỉ đạo trực tiếp cuộc đồng khởi đợt 1 vào ngày 17 tháng 1 năm 1960 ở ba địa điểm: xã Định Thủy, Bình Khánh và Phước Hiệp thuộc huyện Mỏ Cày Nam hiện nay. Thắng lợi mở đầu cho phong trào đồng khởi trong tỉnh và toàn miền Nam sau này. Sau cuộc đồng khởi Bến Tre, bà làm bí thư tỉnh ủy và chủ tịch mặt trận giải phóng tỉnh Bến Tre. Năm 1964, trong Đại hội Dân tộc Giải phóng miền Nam lần thứ nhất, bà được bầu làm ủy viên chủ tịch đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận. Năm 1965, bà giữ chức Phó Tư lệnh Quân Giải phóng miền Nam. Tại Đại hội Phụ nữ toàn miền Nam, bà làm Hội trưởng Hội Liên hiệp Phụ nữ Giải phóng miền Nam. Năm 1974, bà được phong quân hàm Thiếu tướng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, sau năm 1975, bà giữ nhiều chức vụ quan trọng của Đảng và Nhà nước như Ủy viên Trung ương Đảng khóa 4, 5, 6, đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 6, 7, 8, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Từ năm 1987 đến năm 1992, bà giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước. Bà đã được nhiều giải thưởng cao quý như ngày 16 tháng 3 năm 1990, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Chiến công hạng nhất, Huân chương Quân công hạng nhất, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng nhất, được Đảng và Chính phủ Cuba trao tặng Huân chương Hero, giải thưởng Hòa bình Lenin của Liên Xô trao tặng, huy hiệu 50 năm tuổi Đảng. Ngày 30 tháng 8 năm 1995,
bà Nguyễn Thị Định được Chủ tịch nước trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Năm 1965, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: Phó Tổng Tư lệnh Quân Giải phóng là cô Nguyễn Thị Định, cả thế giới chỉ có nước ta có vị tướng quân gái như vậy. Thật là dễ dàng cho miền Nam và cho cả dân tộc ta. Trong quá trình hoạt động, bà còn có các tên khác như Madame Nguyễn Thị Định, Ba Định, bí danh Bích Vân, Ba Tấn, Ba Nhất và Ba Hận. Những hình ảnh và hiện vật về cuộc đời bà là tấm gương để các thế hệ sau tiếp nối. Khu vực bên trong khu lưu niệm trồng rất nhiều cây xanh cao lớn. Phía sau khu lưu niệm có trường cao đẳng Đồng Khởi. Khu vực bên trong chính giữa là đền thờ nữ tướng Nguyễn Thị Định. Sau khi bà mất, đền thờ được lập tại đây, thuộc ấp Phong Điền, xã Lương Hòa, huyện Dòng Trôm, tỉnh Bến Tre. Trong đền thờ có tượng đồng chân dung bà, tượng có chiều cao 1,75m, nặng 1.025kg. Đặt trên bệ thờ cao 1,5m do Bộ Quốc phòng trao tặng. Bộ lục bình có hình ảnh bà do Đảng bộ và nhân dân tỉnh Đồng Nai kính tặng. Ở Liên Xô, nhân dân chúng tôi biết rõ chị là nữ chiến sĩ xuất sắc, đấu tranh để giải phóng dân tộc, người lãnh đạo phong trào phụ nữ Việt Nam. Anh hùng bất khuất, trung hậu đảm đang.
toàn cảnh khu lưu niệm nhìn từ phía trong ra cổng chính. Góc nhìn phía bên phải của đền thờ. Khu vực phía sau của đền thờ trồng rất nhiều cây xanh. Phía trước là căn nhà làm việc của bà nằm phía bên trái trong khu lưu niệm gần đền thờ. Bây giờ Phước Yên sẽ đi vào căn nhà làm việc của bà. Ngôi nhà được Thiếu tướng Nguyễn Thị Định, Phó Tư lệnh Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam làm việc từ năm 1973 đến ngày 30 tháng 4 năm 1975 tại căn cứ Bộ Chỉ huy Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam. Căn cứ Tà Thiết thuộc xã Lộc Thành, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước. Đây là một căn nhà lá cột kèo gỗ. Nội thất bên trong căn nhà, phía trước là bộ bàn ghế dùng để ngồi làm việc. Phía trên có bảng ghi Phó Tổng Tư lệnh Quân Giải phóng là cô Nguyễn Thị Định. Cả thế giới chỉ có nước ta có vị tướng quân gái như vậy. Thật là dễ dàng cho miền Nam và cho cả dân tộc ta. Lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phía sau có hai tấm tranh ảnh là quần chúng nhân dân và hình ảnh bà ngồi trên một chiếc võng. Đây là mô hình chiếc võng ngày xưa bà hay ngồi. Hình ảnh pho tượng bà cầm ngọn đuốc giơ cao cùng quần chúng nhân dân chiến đấu. Căn nhà có diện tích 26 mét vuông. Được phục dựng theo nguyên mẫu, khởi công ngày 9 tháng 3 năm 2020, khánh thành ngày 16 tháng 5 năm 2020 do công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Việt Long thành phố Hồ Chí Minh tài trợ. Trên tảng đá khắc chữ cây khế con được lấy từ khu di tích, cây khế bà Định trồng những năm ở tù tại nhà tù Bà Rá, do Đảng bộ Nhân dân thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước kính tặng. Đây là hình ảnh cây khế từ khu di tích.
Đây là nhà nghỉ chân tại khu lưu niệm. Nhà lát gạch tàu, mái ngói, cột kèo làm bằng dừa. Nhà trang trí ghế ngồi rất khang trang và lịch sự. Các loại ghế ở đây đều thiết kế làm từ dừa. Phía bên trái khu lưu niệm là trường trung học phổ thông Nguyễn Thị Định. Nhìn toàn cảnh khu lưu niệm trồng rất nhiều cây xanh nhưng rất thông thoáng và trang nghiêm. Phước Yên đã giới thiệu đến quý khán giả và bà con cô bác khu lưu niệm nữ tướng Nguyễn Thị Định. Quý khán giả và bà con cô bác yêu mến kênh Phước Yên TV, vui lòng đăng ký và nhấn chuông để xem những video tiếp theo. Phước Yên xin chúc quý khán giả và bà con cô bác luôn mạnh khỏe. Chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại.